Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 102 của bộ truyện Nghịch Thành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Thì tập này được mang tên là Triệu Hoáng. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì đoạn cuối tập hôm qua nói về cái lúc um, ở um, Thanh Vân Sơn. Um, lúc này, Đạo Huyền chân Nhân đã xuất hiện trở lại và bước vào trong cái tổ sư tự đường thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha Giữa từ đường là một bàn thờ lớn, phía sau đặt vô số linh bài. Không khí trang nghiêm khiến cho đạo huyện chân nhân khẽ rung lên. Nhưng chỉ thoáng chốc, lão đã lấy lại được bình tĩnh. Tiến đến phía trước bàn thờ, thắp một nén hương rồi từ từ quỳ xuống trước linh vị tổ sư. Trong ánh sáng u tối, khuôn mặt của lão cũng sắm đi ảm đạm, chỉ có làn hương khối nhẹ nhẹ bay lên. Sư tổ thanh dân môn, đệ tử là đạo huyền tiếng đạo huyền trầm đục giọng nói khàn khàn đôi tay run rẩy cầm nén hương trong lòng dường như sáu động kịch liệt đến nỗi câu nói chỉ thốt ra được một nửa rồi nghẹn lại trong cổ họng đạo huyền gục đầu xuống trước bài vị những ngọn nến trong điện thờ bỗng nhiên bập bùng cháy theo ngọn gió nhẹ nhẹ không biết từ đâu ùa vào trong điện lâm kinh vũ đứng như trời trồng giữa sân từ đường bỗng nhiên gã cảm thấy một luồng dĩ khí không biết từ đâu bay tới nhưng chắc chắn không phải từ trong điện thờ tổ sư trong đầu gã hiện lên khuôn mặt với biểu tình kỳ quái của đạo huyền chân nhân, lồng dậy lên cảm giác bất an. Quanh khu đại điện, rừng cây đột nhiên trở nên tĩnh mịch đến khó tả. Cả tiếng chim kêu cũng không còn, dường như lũ chim cảm nhận được sự dị thường nào đó nên đã im tiếng hót. Trong điện thờ, cơn rung rẩy của đạo huyền chân nhân ngày càng lớn hơn, bầu không khí hắc ám trước mắt của lão càng lúc càng mờ mịt. Đại điện lúc trước tĩnh mịch là như vậy, không biết từ lúc nào đã chìm trong tiếng u u của cơn gió xoáy tròn gió thổi mỗi lúc một mạnh đạo huyền rung lên lẫy bẩy toàn thân như là bị trùm trong màn âm u ấy thế rồi lão từ từ đứng dậy trên khuôn mặt bỗng hiện lên những nét tàn ác hung bạo nhưng nhìn kỹ sâu trong vẻ mặt tàn ác ấy ánh mắt đạo huyền vẫn ánh lên nỗi khổ đau như phải nhẫn nại chịu đựng cái điều gì rồi nỗi đau khổ ấy dần dần nhạt đi như không chống đỡ được phần ác trong con người của lão gió xung quanh đạo huyền mỗi lúc một thêm dữ dội thậm chí bàn thờ lớn cũng bị thổi lùi về phía sau những hàng linh bài lắc lư không ngừng trong cơn gió xoáy chỉ nghe choang một tiếng chiếc lư hương cùng một cái tấm linh bài rơi xuống nền đá phát ra một âm thanh loãng xoảng chối tai tiếng rơi làm kinh động đạo huyền lão ngoái đầu sang nhịn rồi không hiểu sao toàn thân rung lên nét hung ác trên mặt dần dần lui đi cả làn gió kỳ lạ cũng biến mất trên mặt của Đậu Huyền lúc này chỉ còn lại sự hối hận bi thương ánh đèn mờ mờ u ám tấm linh bài rơi nằm im trên đất giữa tấm bài gỗ một phiến trắng đó là một tấm linh bài không có chữ tấm bài trắng ấy như đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đạo Huyền Đạo Huyền sững người ra nhìn tấm bài không có chữ rồi lão từ từ bước lại nhặt tấm bài lên cẩn thận dùng tay xoa sạch không biết thời gian trôi qua bao lâu trong bóng tối Đậu Huyền không ngừng gọi khẽ sư huynh Lâm Kinh Vũ bên ngoài đã sốt ruột đến nỗi không chịu nổi, cuối cùng gã cũng quyết định đi vào trong điện, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa khi gã đặt chân vào đại điện từ đường, bầu không khí kỳ bí cùng luồng dĩ phong đột nhiên biến mất. Lâm Kinh Vũ vừa kinh ngạc vừa lo lắng, cuối cùng vẫn cương quyết bước vào. Trước bàn thờ là đạo huyền chân nhân, con người đã cứu vớt cưu mang Lâm Kinh Vũ đưa gã thành thần tiên như bây giờ, Lâm Kinh Vũ rốt cuộc cũng không dám quấy rầy Đạo Huyền, chỉ đứng yên chờ thời gian chậm chạp trôi qua. Khi gã bắt đầu nghi ngờ trong từ đường liệu còn ai hay không, thì Đạo Huyền chân nhân lại xuất hiện. Nét mặt Đạo Huyền không có chút biểu cảm, từ từ bước ra khỏi điện, không nhìn vào mắt của Lâm Kinh Vũ. Gã không hiểu cũng không dám hỏi tại sao. Đi ngang qua Lâm Kinh Vũ, đột nhiên Đạo Huyền dừng lại, lặng đi giây lát rồi cất giọng khe khẽ hãy chăm sóc họ cho tôi Lâm Kinh Vũ sững người không hiểu đạo huyền định nói đến ai, nhưng rồi đột nhiên nhớ đến bàn thờ với bao nhiêu linh bài tổ sư Thanh Vân Môn, gã gật đầu cung kính. Đệ tử đã rõ. Đạo huyền chăm chú nhìn vào mặt của gã, rồi ngắm sang bộ y phục trắng trên người Lâm Kinh Vũ. Thành trảm lông kiếm hắn đeo trên lưng, chợt gật đầu vẻ an ủi. Dông lâm, dông lâm lâm kinh vũ không hiểu lão nói cái gì ngẩng đầu lên định hỏi cho rõ nhưng đạo huyền đã biến mất từ lúc nào chừng chừ giây lát đã đi vào giữa điện thờ gian đại điện vẫn không có gì thay đổi lâm kinh vũ nhíu mày đến bên bàn hương án sư tổ chiếc lưu đồng cắm ba nén nhang gỗ bạch đàn vẫn đang cháy dở tỏa ra ba làn khối mỏng manh lâm kinh vũ nhìn lên hàng bài vị chợt phát hiện một linh bài bị đặt quá gần thu dọn đại điện hàng ngày, hắn đã nhớ như in từng vị trí các linh bài. Lâm Kinh Vũ lắc đầu bước đến, cầm cái tấm linh bài đặt vào chỗ cũ. Đột nhiên trong mắt gã hiện lên vẻ kinh ngạc. Bài vị này vốn trước đây trống không, nhưng khi Lâm Kinh Vũ cầm lên, hắn đọc được một hàng chữ. Thành vân môn vạn kiếm nhất, chi linh vị. Hàng chữ được khắc lên bằng máu, thảo miếu thôn đổ nát dưới chân thanh vân sơn mặt trời lên rồi lặn ngày dài đến đêm thu. lục tuyết kỳ không nhớ mình đã ở lại đây bao lâu rồi nỗi nhớ nhung cùng nghĩa tình khắc cốt ghi xương mười mấy năm qua chừng như cũng đã bắt đầu lu mờ nàng đang đi dần đến giới hạn của sự chịu đựng mỗi ngày mỗi đêm qua đi cảm giác tuyệt vọng trong tâm nàng lại dày lên một chút nữa cứ lẻo đẻo bên cạnh hắn trong tình trạng thế này liệu nàng và hắn còn có tương lai nếu có cái tương lai ấy liệu sẽ ra sao Quỷ lệ, không phải, giờ đây hắn chỉ còn là Trương Tiểu Phàm Chí ít, trong ký ức của Lục Tuyết Kỳ trước sau không hề có mảy may thay đổi. Còn có người tiêu tụy tội nghiệp trước mặt nàng đây, chẳng khác nào một khúc gỗ không hơn không kém. Những ngày qua, Lục Tuyết Kỳ đã tìm bao nhiêu cách, cố đánh thức Trương Tiểu Phàm tỉnh lại từ trong ác mộng quỷ ma. Nhưng tất cả đều thất bại. Đã đến lúc nàng không thể làm gì hơn nữa. Khắp thế gian này, chỉ nàng là hiểu được nỗi đau trong lòng quỷ lệ nhưng bản thân nàng cũng đã mệt mỏi lắm rồi Nàng không còn định kêu gào gọi hắn tỉnh lại thêm một lần nào nữa Giờ đây nàng chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh hắn Im lặng ôm lấy hắn ở trong lòng Tại nơi đổ nát hoang vu của Thảo Miếu Thu một thời Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ ngồi nhìn mặt trời lên Trong mặt trời lặng Ngắm vầng trăng sáng với muôn vàng vì sao xa xăm Gió đồng hoang vẫn không ngừng thổi tới Đem theo mùi hương cỏ cây Vờn lên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng có phải không trong suy nghĩ nàng có chút cảm giác xấu hổ nhưng từ đáy lòng nàng lại hạnh phúc được ở bên cạnh người mình yêu sự gần gũi chỉ giản đơn như vậy lục Tuyết kỳ đã phải âm thầm kim nén mười mấy năm qua giờ phút này nàng không muốn nghĩ hay làm gì nữa chỉ cần được bên hắn mà thôi gió nhẹ mơn mang mái tóc dài ống ả lại một đêm nữa đến với nàng hai người dựa vào bức tường đổ nát lặng lẽ nương tựa vào nhau Cây cỏ trên đất bỗng đung đưa lay động như có gì đó đang đi tới, nhưng Lục Tuyết Kỳ vẫn không chút để tâm. Quả nhiên chỉ tích tắc sau, tiểu hôi từ một đám cỏ chui ra, nhảy tót lên bờ bức tường đổ trên đầu hai người. Những vết thương trên thân mình đã lành, tiểu hôi ngồi chiếm chệ trên bức tường đổ, hai tay chìa ra một đống lớn trái cây, thả rơi tung tóe xuống đất, lên khắp cả đầu mình Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phạm. Trương Tiểu Phạm vẫn nằm yên bất động, đầu Lục Tuyết Kỳ bị mấy quả chính rơi trúng, tuy không đau nhưng lại làm mất đi vẻ thanh tao của nàng lục tuyết kỳ ngước nhìn lên con khỉ ngồi trên bức tường tiểu hồi lập tức nhảy cẩn lên lùi lại mấy bước ba con mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhưng hai tay vẫn âm khư khư một đống trái cây liên tiếp cho vào miệng nhai tép tép phải chăng tiểu hồi không có duyên với lục tuyết kỳ trong con mắt tiểu hồi cảnh tượng trương tiểu phàm nằm trong lòng nàng quả không thuận mắt chút nào tiểu hồi biết lục tuyết kỳ đã nguyện cả đời tu đạo tại sao nàng lại có những động tác khiêu khích như vậy Chừng như hiểu lòng Dạ Tiểu Hôi, nên nét mặt Lục Tuyết Kỳ cũng thoáng sầm xuống. Đúng lúc Tiểu Hôi đang nghi ngại nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ bằng cả ba con mắt, không ngờ người con gái lãnh ngạo ấy bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấm áp như nắng xuân hoa nở, như gió xuân ngọt ngào, không còn một chút gì sự lãnh đạm thường thấy ở nàng cả. Lục Tuyết Kỳ nhặt mấy quả cây rơi trên mặt đất, dịu giọng. "Hóa ra ngươi đi tìm thức ăn?" Đa Thả Tiểu hồi phút chốc lâm vào tình thế khó xử, bà con mắt lắm lét nhìn nàng hồi lâu, miệng hé hé cười khăn một tiếng, sau đó ngồi trở về chỗ cũ lặng lẽ nhai trái cây. Lục Tuyết Kỳ nhìn tiểu hồi cười mỉm, rồi ngoái đầu lại dùng ánh mắt lên khuôn mặt trương tiểu phàm, khe khẽ dịu dàng. Tiểu phàm, hãy dậy ăn một chút gì đi. Ánh mắt tiểu phàm như lạc vào đâu đó xa xăm, hắn không nói một lời, không gật hay lắc đầu cả. Lục Tuyết Kỳ đã quen với cảnh tượng ấy rồi, chỉ khẽ mỉm cười an ủi, nàng dùng những ngón tay ngọc ngà cẩn thận bóc vỏ từng quả một bóng vào trong miệng hắn bao nhiêu ngày đêm nay trương tiểu phàm vẫn vậy im lặng theo bản năng chậm chạp nuốt chút ít quả ngọt từ tay nàng đây có thể là mối quan hệ gì lục thuốc kỳ nghĩ ngợi miên man nàng đã chờ đợi mười mấy năm trời chỉ mong sao được tự do cùng hắn bên nhau nhưng đây có phải là cái tương lai mà nàng đã hằng mơ ước nàng cúi đầu cẩn thận bóc vỏ quả mắt bất chợt nhìn thấy một vật khiến cho nàng sững sờ buông rơi quả chính trong tay bao ngày này trương tiểu phàm bất động chẳng khác nào khúc gỗ bàn tay co thành hình nắm đấm cứng đờ lục Tuyết kỳ thấy như vậy nhưng không mấy để ý lần này nhìn gần hơn nàng mới phát hiện ra trong tay trương tiểu phàm đang nắm giữ một vật gì đó đến chết cũng nhất định không chịu buông ra lục Tuyết kỳ châu mày gỡ những ngón tay xem cho bằng được đó là vật gì nàng không ngờ rằng trương tiểu phàm yếu đuối suy nhược là thế mà bàn tay lại nắm chặt vật đó đến mức nàng gỡ mãi không ra. Mất một lúc nàng mới tách được những ngón tay của hắn ra khỏi vật đó. Dưới ánh trăng nhạt cuối tuần, những ngón tay trắng bợ của quỷ lệ buông ra để lộ ra một mẫu vải từ y phục nữ nhân, mẫu vải có màu xanh của nước. Lục Tuyết Kỳ kì không kiềm nổi tiếng thở dài, cúi đầu nhìn quỷ lệ vẫn bất động nằm đó, cái nhìn trang chứa vẻ dịu dàng khôn tả. Nàng khe khẽ vòng tay ghi hắn chặt vào lòng, gió thoang thoảng thổi tóc mai của nàng lướt qua trên mặt của hắn tiểu phàm rồi sẽ ổn thôi mà nàng gượng cười đôi mắt chứa chan ngấn lệ lâu lắm rồi khi ta vẫn còn là một cô bé ta nhớ mẫu thân cũng từng ôm ta cũng nhìn trời sao như đêm nay vậy lục tuyết kỳ chậm chậm ngước lên nhìn trời đêm mênh mông thăm thẳm muôn vàng vì sao lấp lánh huyền bí lung linh mẫu thân nói với ta rằng Người ta ai cũng đều phải chết cả Nhưng người tốt sau khi chết Thì sẽ biến thành sao Sống mãi trên trời cao Cứ mỗi đêm về đều nhìn xuống chúng ta dưới đất Mẫu thân của chúng ta đều là người tốt Phải không nào Vậy thì hai người đó Đang ở trên kia nhìn xuống chúng ta đó Tiểu phạm cho dù thế nào đi nữa Cả mẹ ta lẫn mẹ ngươi Đều chẳng bao giờ muốn thấy ngươi như vậy đâu Ngươi có biết hay không Trương Tiểu Phạm vẫn cứng đờ trong lòng Lục Tuyết Kỳ, nhưng đôi mi đã khe khẽ động đậy. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, hai giọt lệ từ mắt nàng rơi xuống, lồng lanh dưới ánh sáng sao trời. Khuôn mặt tươi đẹp của nàng càng mỹ miều hơn trong ánh lệ đêm sau, đôi cánh tay nàng càng ghi chặt hắn vào lòng hơn. Ta chỉ cần như thế này, mãi bên cạnh chàng như thế này thôi, cứ như vậy cũng là quá đủ rồi. Hồ đâu? bỗng một giọng nói tựa dao sắc cất lên ngay bên cạnh giọng nói mang vẻ giận dữ khôn cùng lục tuyết kỳ dịch mình nhìn sang một bóng nữ nhân mỹ miều đang đứng đó con khỉ tiểu hôi trên bờ tường nhảy cẩn lên vui mừng nhảy từ trên bờ tường xuống đất trèo ngay lên vai nữ nhân miệng vênh lên khèn khẹt như cố ý trêu tức lục tuyết kỳ lục tuyết kỳ đâu còn tâm trí để ý tới con khỉ nàng châu mày lại có phần bối rối nói với nữ nhân một giọng ngỡ ngàng tiểu bạch cô vừa nói gì khuôn mặt vốn luôn tươi tắn của tiểu bạch biến sắc trong sự giận dữ ghê gớm nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ khổ đau nàng câu mày lạnh giọng người ta chết tức là hết chỉ có xuống âm phủ chờ kiếp luân hồi mà thôi ma quỷ mới nói người chết được lên làm sao trời đến lượt lục tuyết kỵ biến sắc vì câu nói vỗ mặt của tiểu bạch cho dù có cảm kích tiểu bạch thế nào chăng nữa nàng cũng không khỏi bắt đầu nổi cơn giận dữ tiểu bạch lại như cố tình gây sự tiến lên phía trước không để ý đến lục tuyết kỳ mà dùng mắt vào trương tiểu phàm lớn tiếng người còn muốn lay lắc thêm bao nhiêu lâu nữa đây phải chăng người thấy làm khổ người ta như vậy vẫn chưa đủ sao lục tuyết kỳ từ giận dữ thoát trở nên hoảng hốt lo lắng định lên tiếng rồi lại thôi nhưng đôi tay đã nói lên nỗi đau trong nàng càng ghi chặt hơn nữa quỷ lệ vào lòng cơ mặt quỷ lệ có chút động đậy nhưng hai mắt đã nhắm lại vẻ bất cần tiểu bạch càng giận dữ hơn một tay nắm cổ áo của hắn kéo xốc lên lục tuyết kỳ thức thanh Đừng, đừng mà, hắn đang không khỏe Tiểu Bạch cười nhạt Hả, Hắn không định tỉnh lại Thì ta sẽ mắng cho hắn tỉnh Mắng mà không xong thì ta phải đánh thôi Nói rồi không chờ Lục Tú Kỳ đáp lại Tiểu Bạch giơ tay ngang nhiên Bạc thẳng vào mặt của Trương Tiểu Phạm Bớp bớp Tiếng bạc tay đanh gọn vang lên giữa trời đêm Thái dương Trương Tiểu Phạm sưng đỏ hằn rõ những ngón tay khóe miệng chảy máu tươi Toàn thân giật lên liên tiếp Lục Tuyết Kỳ sợ hãi giật bắn người vội xông tới gạt phát tiểu bạch ra ôm ghì lấy quỷ lệ nàng đưa tay áo lau vết máu trên miệng hắn vuốt ve vết hằn bàn tay của hai cái tác trên mặt quỷ lệ Lòng lục tuyết kỳ đứng đầu khôn tả nhìn chằm chằm vào tiểu bạch gào lên cô điên thật rồi tiểu bạch bỏ ngoài tay lời của lục tuyết kỳ chỉ nhìn tấm thân rung lễ bẫy của trương tiểu phàm lạnh lùng ngươi làm như vậy làm gì chứ suốt ngày giả chết để làm thần làm quỷ hả hay ngươi cố tình khốn khổ làm ma cho bích dao Ta nói với ngươi, ngươi đừng có mà ngu ngốc thêm nữa. Làm như vậy chẳng có lợi ích gì đâu. Bích dâu đã chết rồi, đã chết thật rồi. Hự một tiếng. Trương Tiểu Phạm đẩy Lục Tuyết Kỳ ra, rồi lao ra như một con thú bị thương về phía Tiểu Bạch. Thật không ngờ Tiểu Bạch đứng yên không hề tránh né, đợi cho quỷ lệ tới gần nàng mới tiến lên bồi thêm cho hắn một cái bạc tay thẳng cánh. Bớp! Tiếng bạc tay lần này nghe càng dữ dằn hơn, vọng đi vọng lại giữa những bức tường đổ nát của thảo miếu thôn. Trương Tiểu Phạm lại giật nảy lên rồi gục người xuống đất, miệng phun ra một bãi máu tươi thấm đỏ trước ngực. Nhãn thần Tiểu Bạch cũng lộ rõ nét khổ đau, cố gắng cắn răng chịu đựng. Bước đến bên Trương Tiểu Phạm, lại nắm lấy cổ áo của hắn mà nhấc lên. Đồ hèn nhát, người tỉnh lại đi, người cứ như vậy cho đến chết hay sao chứ, bích giàu đâu còn có thể sống lại được nữa. Người cho rằng ngươi làm như vậy là tỏ được nỗi ân hận hay sao? Ngươi tưởng ngươi đầy ải bản thân của mình như vậy là làm lòng mình nhẹ nhõm được sao? Ta nói cho ngươi biết Làm như vậy chẳng có tác dụng gì hết Đôi mắt Trương Tiểu Phạm vẫn nhắm Nhưng toàn thân bất chợt rung bắn lên Hơi thở loạn xạ toát ra từ đôi môi nhật nhạt Những giọt nước mắt lồng lành bắt đầu rơi xuống Nhưng lần này là nước mắt của Tiểu Bạch Nàng cắn chặt môi Hai dòng lệ cứ thế chảy dài trên má Còn giọng nói thì đã nghẹn ngào Ngươi nói đi Bích Dâu bất chấp tất cả vì ngươi là vì cái gì Lẽ nào chỉ để nhìn ngươi trong bộ dạng như vậy suốt đời sao cái chết của bích dâu không phải là lỗi của ngươi Ngươi cứ như vậy thì linh hồn bích dâu Làm sao yên nghĩ được Quỷ lệ ngươi có hiểu không Tiểu bạch dần dần quỳ xuống bên cạnh hắn Thì thao từng tiếng như chính nàng Cũng đã cạn kiệt sức lực Hãy cứ mà sống tiếp đi Quỷ lệ ngươi phải sống Chỉ có như vậy mới làm nguôi lòng bích dâu được thôi Dứt lời ngớ như không thể nào chịu đựng thêm được nữa Nàng đứng lên quay người bước đi như chạy Lục Thú Kỳ vẫn lặng lẽ đứng đó khi tiểu bạch bước ngang qua trước mặt, nàng mới nói khẽ, đa tạ. Khu mặt tiểu bạch vẫn còn lông lanh nước mắt, sông khóe mắt đã lộ ra nét cười, gực đầu với lục tuyết kỳ, rồi không nói không rằng cất mình lên bay đi. Đợi đến khi bóng dáng tiểu bạch mất hút, lục tuyết kỳ mới đi đến bên trương tiểu phàm. Nàng ngồi thập xuống, nhẹ nhẹ âm ghi hắn vào lòng, toàn thân trương tiểu phàm rung lên bần bực, nước mắt lưng trồng. Bích dâu, bích dâu, chạy đi, chạy đi. Cả người của hắn rung bắn lên trong lòng lục tuyết kỳ, nước mắt cứ như vậy trào tuôn như một đứa trẻ oan ức. Nỗi đầu kìm nén cả mười năm trời giờ đây vỡ hòa ra trong nước mắt. Hắn túm lấy vai lục tuyết kỳ, vội vã ôm chầm lấy nàng, khóc nước lên, miệng nứt nghẹn ngào. Bích dâu, bích dâu, chạy đi mà. Đêm tối miên man như kéo dài bất tận, nỗi đau thương cứ như vậy tuôn tràn lục thúy kỳ không ngờ con người lạnh lùng như đá này lại mềm yếu như vậy trước mặt mình trong giây phút ấy trong nàng chỉ còn lại sự thương cảm dịu dàng nàng ôm chặt lấy quỷ lệ như muốn dùng hơi ấm của cả thân thể và tâm hồn mình xua đi giá lạnh trong con người hắn cùng với những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt quỷ lệ là những lời khe khẽ vỗ về vỗ về cho hắn và cho cả chính nàng sẽ tốt thôi mà tất cả sẽ tốt đẹp thôi mà Sau đêm đó, Trương Tiểu Phạm bắt đầu lấy lại thần thức, nhưng không được bao lâu, hắn lại sốt ly bì. Trong lòng Lục Tuế Kỳ hiểu rõ, tất cả tình cảnh này của hắn là vì cái chết của Bích Dao. Suốt hơn 10 năm qua, Trương Tiểu Phạm nén chặt nỗi đau trong lòng, đến khi nỗi đau phát tiết được ra ngoài thì hắn đã hoàn toàn kiệt sức. Lục Tuế Kỳ đã tận tâm tận lực, dùng rất nhiều loại kỳ dược chữa chạy cho quỷ lệ, vậy mà vẫn hoàn toàn vô hiệu, cơn sốt cứ triền miên không dứt, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã dài hơn 10 ngày. Nếu là một người khác thì có lẽ đã không thể sống nổi. Trương Tiểu Phạm giờ đây tiều tụy đến mức không thể tiều tụy hơn được nữa. Chỉ còn là tấm da bọc lấy bộ xương rượu rã. Lục Tuyết Kỳ lo lắng bội phần. Suốt 10 ngày đêm nàng thức trắng vì hắn, lo cho hắn từng giọt mồ hôi. Chỉ cần nhìn nàng nửa khác là hiểu rõ. Nữ nhân khi si tình có thể làm nên những kỳ tích nào cho tình yêu của mình. Cũng may ông trời không phụ công nàng. Sang tới ngày thứ 11, khi nỗi tuyệt vọng của nàng đã lên tới tục đỉnh, thì Trương Tiểu Phạm dứt được cơn sốt. Cho dù qua được cơn nguy kịch, Trương Tiểu Phạm vẫn hung mê bất tỉnh. Mặc dù vậy, Lục Tuyết Kỳ đã có thể thở dài nhẹ nhõm, lòng bớt đi nỗi lo âu. Niềm tin đã bắt đầu trở lại, nàng cố gắng sửa sang y phục của quỷ lệ rồi ngồi dựa vào bên hắn ngủ một giấc sâu. Khuôn mặt mỹ miều của nàng hé nở nụ cười thanh thản. Cho dù đang lại giấc ngủ, tay nàng vẫn đỡ lấy vai quỷ lệ. Gió nhẹ nhẹ thổi ngang qua những bức tường đổ nát. Cây cỏ lau sau, cành lá vuốt ve lên thân hình của hai người. Trời rất tĩnh mịch, trong nơi chốn đã bị trần gian quên lãng ấy đang nhàn nhóm một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Họ thiếp ngủ không biết đã bao lâu, sau trời đã lặng, hương hoa ngạt ngào lan tỏa. Giấc ngủ của đôi mắt, phải chăng cũng là giấc mộng mười năm trong tâm hồn họ, được yên bình thanh thản. Bình người mình yêu chìm trong giấc ngủ yên, cùng đi với người ấy, đi suốt cả một đời. Lục Thúy Kỳ dần dần tỉnh lại, khóe miệng của nàng vẫn động nụ cười hạnh phúc nàng khe khẽ mở mắt ra thân thể hắn vẫn còn bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ ngon lành hơi thở của hắn vẫn đều đặn vang lên bên nàng lục tuyết kỳ ngồi yên giữ nguyên tư thế dựa vào người hắn lắng nghe từng hơi thở của tình nhân bỗng từ phía thanh vương sơn xa xăm một âm thanh dữ dằn trên trời cao vọng tới một đám khối khổng lồ bốc cao mặt lục tuyết kỳ tái mét đôi mày nặng châu lại chậm chậm ngồi thẳng ngước đầu lên nhìn đám khối trên trời dần biến thành hình lưỡi kiếm kéo dài mãi vẫn không tan chính là tín hiệu rất ít khi sử dụng của thanh vương môn cấp báo xảy ra sự cố trọng đại triệu tập tất cả đệ tử lập tức tụ hợp lục tuyết kỳ lặng lẽ dây lát ngoái nhìn trương tiểu phàm vẫn đang ngủ yên sau đó chậm chậm đứng lên sau một hồi chần chờ nàng đưa tay cầm lấy thiên gia thần kiếm dựng trên bức tường bên cạnh rồi nhằm hướng thanh vân sơn bước đi gió vẫn thổi cỏ xanh lay động trương tiểu phàm vẫn ngủ say trên nền cỏ từ bụi cây bên cạnh bỗng xuất hiện cái đầu của con khỉ tiểu hôi ba mắt chú khỉ nhìn tứ phía kêu lên hai tiếng khèn khẹt, khẹt thì ra nó đã biết ngạc nhiên bởi thiếu bóng dáng của lục thuyết kỳ tiểu hôi chạy đến nhảy phát lên ngực trương tiểu phàm gãi gãi đầu rồi ngồi xuống mấy ngón tay trương tiểu phàm đã bắt đầu cử động một khắc qua đi lục thuyết kỳ lại hạ thân trên đất bước nhanh tới chỗ trương tiểu phàm vẫn chìm trong giấc ngủ Tiểu hôi đang ngồi trên ngực hắn, nhăn lên làm bộ mặt quỷ. Sau đó nhảy xuống đất ngồi bên cạnh nhìn ngang nhìn ngửa. Tiểu phạm, xảy ra chuyện rồi. Lục Thúy Kỳ hoảng hút nói nhanh, dụng thì thào như không còn bao nhiêu sức lực. Ta nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp của bản môn triệu tập đệ tử, liền chạy đi xem mới biết là trong thời gian chúng ta ở đây, bên ngoài cũng xảy ra đại sự rồi. Quỷ chương tông chủ không hiểu có được pháp bảo kỳ lạ nào đó đã xâm nhập vào được tâm trí con người, khiến cho người ta phải tuân theo, Đáng sợ là nghe nói ông ta tàn hình được trong những vũng máu lớn nữa. Chỉ cần có máu, cho dù là thường nhân hay đạo sĩ, đều trở thành công cụ để ông ta sai khiến. Mặt của lục tuyết kỳ ráng bệt, bàn tay nắm chặt thiên gia thần kiếm, nàng cúi đầu xuống nhìn Trương Tiểu Phạm, trong ánh mắt vẫn chăn chứa tình cảm dịu dàng đau đớn. Các phái chính đạo đã nhiều lần giao chiến với quỷ Vương Tông nhưng rốt cuộc đều bị thất bại. Điều đáng sợ nhất là hầu hết đều đã bị Hồng Quang lấy đi tâm trí, trở thành nô lệ của quỷ vương. Hôm nay quỷ vương Tông đã tiến tới Thanh Vân Sơn, làm mưa làm gió trong hàng trăm dặm vuông của dãy Thanh Vân, bao gồm cả thường dân trong hợp dương thành. Trước đó quỷ vương Tông nhân số thậm chí không nhiều hơn 10 vạn, vậy mà giờ đây đã biến thành đại quân hùng hậu, đang tiến đến uy hiếp Thanh Vân Mung. Lục Thuyết Kỳ chăm chú ngắm nhìn gương mặt tiểu phàm, đôi mắt kiều Mỹ chảy dài hai dòng lệ, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh giá của hắn. Ta vốn nghĩ sẽ bất chấp tất cả Bỏ đi tu đạo Để cùng chàng gắn bó trọn đời Nhưng giờ đây ta không thể trốn tránh được nữa rồi Đôi môi của nàng rung lên Từ từ gục đầu xuống Thanh dân môn đã nuôi dưỡng ta trưởng thành Sư phụ với ta ân trọng như núi Biết ta tới đây Nhất định họ sẽ trách móc nguyên rủa ta Điều này ta có thể dằn lòng cam chịu Nhưng lúc này ta lại không thể không trở về Lục Tuyết Kỳ đắm đuối ngắm nhìn khuôn mặt Trương Tiểu Phàm dùng hết mọi tình cảm lên ánh mắt, chừng như muốn níu giữ lại tất cả. Cơn gió nhẹ lan tới, váy áo của nàng lứt phất bay bay. Thanh dân môn đang lâm nguy, trù tiên kiếm trận du địch thiên hạ đã không còn tồn tại nữa rồi. Trận chiến này hay là lạnh ít dữ nhiều, ta cũng không biết có thể còn nhìn thấy được chàng nữa không. Lục tuyết kỳ thở một hơi sâu, đưa tay lau vội dòng nước mắt, khóe môi hé nở nụ cười chua chát, thì thầm bên tay Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, không biết có phải là ý trời Chúng ta có duyên mà không có phận Nhưng mà Nàng nghẹn lời giây lát Sau đó khẽ nói Dịu dàng mà kiên định Nhưng ta không bao giờ hối hận Dứt lời nàng cúi xuống Nhẹ nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn Nụ hôn thoang thoảng Nhưng tình yêu lại vô bờ Lục Thúy Kỳ cắn môi đứng lên Đắm đuối nhìn quỷ lệ lần cuối Rồi quay người bước đi Nàng hiểu mình phải làm gì cho dù rất nhiều lần muốn ngoái lại, nhưng rốt cuộc nàng đã nén được lòng, như nàng đã kìm nén 10 năm trời đằng đẵng. Hay nàng biết rằng nếu như chỉ một lần nhìn lại, nàng sẽ không bao giờ có được dũng khí rời xa. Tà áo trắng bay bay, bóng người dần mờ khuất. Gió vẫn không ngừng lay động cỏ cây, mang hương thơm ngọt ngào đi khắp chúng. Tiểu hồi lặng lẽ đến bên Trương Tiểu phàm treo lên ngực hắn. Trông theo bóng dáng tà áo trắng khuất dần bàn tay Trương Tiểu Phàm lại cử động nhẹ nhẹ. Gió vẫn thổi, thời gian vẫn chậm chậm trôi đi. Thảo miếu thùng vẫn cứ chìm trong tĩnh mịch, ngày đêm nối tiếp nhau, ngày qua tháng lại, sau trời cũng sáng lên rồi lại lặng, chứng kiến những bi kịch nhân gian. Con khỉ tiểu hôi vẫn ngồi yên trên ngực Trương Tiểu Phàm, bộ dạng đã có phần mệt mỏi, nó há miệng ngáp dài rồi ho lên mấy tiếng khèn khẹt, khẹt. Đột nhiên như cảm thấy điều gì, ba con mắt của nó trợn lên nhìn xuống. Một tiếng thở nhẹ nhẹ, rồi Trương Tiểu Phàm dừng mở mắt ra. Đôi mắt đã sống lại nhưng trong mắt vẫn còn trắng giả. Trương Tiểu Phàm vẫn nằm bất động, yên lặng nhìn sao trời xoay chuyển trên cao. Gió đêm rì rào, có cây lao sao, trong bóng đêm sâu thẳm ấy, những vì sao không ngừng lấp lánh, như chứng cứ của sự vĩnh hằng, cuộc sống con người có kéo dài đến mấy, cũng chỉ là khoảnh khắc trong vô tận của vũ trụ mà thôi. Thần tình Trương Tiểu Phàm đã dừng trở lại ung dung, hơn 10 năm trời, bây giờ tâm trí hắn mới thôi không còn bi thương kích động. Hắn nằm yên tại chỗ, âm thầm ngắm nhìn trời sau. Đêm đen vô tận, đất trời yên ắng chỉ có tiếng gió khua cây lá rì rào. Bình minh xuất hiện, trời lại rạng, ánh bình minh tỏa sáng xóa đi bóng đêm còn sót lại. Trường tiểu phàm nhắm nghiền đôi mắt, cứ nằm yên như vậy rất lâu, đến khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp trùm lên thân thể, Lúc này hắn mới mở mắt ra lần nữa và thực sự đứng lên. Phải loạn choạng một lúc hắn mới đứng vững được trên đất, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Tiểu Phạm dần nhận ra quan cảnh đã gắn bó thân thiết với hắn từ tuổi ấu thơ. Những ký ức thân thiết vô chừng mà cũng bi thương tột độ. Hắn bước chân đi, bàn chân dẫm lên thảm cỏ mềm mại không gây ra một tiếng động nào. Tiểu Hồi theo sát bên cạnh, vất vả lắm mới leo được lên vai hắn. Trường Tiểu Phạm lặng lẽ đi về phía bắc thảo miếu thung, nơi còn một đống đổ nát càng làm tăng thêm vẻ hoang tàn nhìn ra xa hơn mắt hắn bắt gặp bóng dáng của ngôi miếu nhỏ năm nào hắn dừng chân lại ngắm nhìn hồi lâu quan sát kỹ hơn cảnh đổ nát của ngôi miếu rất lâu sau đó hắn mới mỉm một nụ cười nụ cười chua chát nhưng không còn một chút gì oán hận sau đó hắn quay người đi không một lần ngoái đầu nhìn lại đi thôi tiểu hôi con khỉ tiểu hôi khèn khẹt lên mấy tiếng nho nhỏ theo bản năng lại đưa tay gãi đầu trương tiểu phàm khẽ nhắm mắt đón nhận làn gió mát thổi tới đi thôi đến nơi chúng ta cần đến đâu ánh mắt của hắn hướng về phía trước ngắm nhìn dải thanh vương sơn sừng sững chọc thẳng trời cao thanh vương sơn một thời ngạo nghễ giờ đây vắng lặng hoang tàn con đường lên núi vô cùng tĩnh mịch vì sự biến gần đây khiến cho nhân gian trăm họ tan tác hay vì đạo huyền chân nhân đã mất đi sức mạnh vô địch nên người ta không còn thờ kính như xưa nữa. Khi mặt trời bắt đầu ngã về phía Tây, quỷ lệ cũng đã đi tới con đường rừng giữa hai dãy núi. Con đường đó hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ. Vậy mà hôm nay bước chân của hắn lại chậm rãi nghi ngại, khóe mắt hằn rõ những vật suy tư. Đường núi gặp ghềnh, hai bên đường cổ thụ tỏa bóng, tiếng chim ríu rít vọng từ trên những tàn cây Quỷ lệ vẫn chậm chậm rãi bước đi. Con đường hoang vắng nối dài hung hút. Hơn hai ngàn năm thịnh rồi suy, không biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra trên con đường này. Đã tới ngã ba đường, quỷ lệ dừng bước, phóng tầm mắt nhìn về phía trước, đằng sau những kẻ lá hàng cây tháp thoáng một góc lớn điện thờ tổ sư Thanh Vân Mung. Hắn chợt mỉm nụ cười, rẽ sang con đường nhỏ. Ngã ba cách từ đường sư tổ không xa, chẳng mấy chốc ngôi điện thờ đã hiện ra trước mắt. Quỷ lệ đứng nép vào cây đại thụ sum xuê, dội mắt nhìn về phía trước. Đại điện ảm đạm như hàng trăm năm nay vẫn thế, trên khoảng sân trước bậc tam cấp, lá cây rụng chất chồng. Một lúc sau, từ trong điện thờ đi ra một người vẫn toàn đồ trắng. Khuôn mặt tuấn tú phi phạm, nụ cười ung dung túc trực trên môi. Trong tay người đó không phải bảo kiếm, mà là một cây chổi cán dài. Người đó nhìn ngắm lá cây tràn ngập ở trên đất, khuôn mặt lộ ra nét tươi cười, thở sâu mấy hơi thưởng thức hương thơm núi rừng, sau đó dơ chổi quét nhẹ lá rụng trên sân. Cây chổi loan loáng vung lên, lá rụng dạt sang một phía. Lá cây tựa như những đứa trẻ không biết vâng lời, bay lên tán loạn như muốn trở về chỗ cũ. Người đó mỉm cười rồi quét nhẹ thêm một lần nữa. Gió lùa rừng cây lao sau lay động. Phía xa sau cây đại thụ, Trương Tiểu phàm lặng ngắm bóng người ấy quét sát, lồng rộn lên niềm vui ý nhị. Lâm Kinh Vũ dường như cảm nhận được điều gì, đôi tay chợt chững lại quay người nhìn ra phía con đường nhưng bốn bề chỉ là núi rừng vắng lặng không hề có dấu vết của con người gã lắc đầu mỉm cười lấy vung chổi quét tiếp lá khô phía sau rừng cây trương tiểu phàm bước đi chậm chậm mỗi bước cứ xa dần thêm từ đường sư tổ phút chốc hắn đã trở lại ngã ba đường lần này hắn nhằm về hướng ảo nguyệt động phủ chậm rãi nhưng kiên quyết bước tới tâm linh hắn cảm nhận rõ ràng tại chúng sâu thẳm của ảo nguyệt động phủ dường như có một sức mạnh thần bí nào đó đang không ngừng gọi hắn, thúc giục hắn đi tới nơi ấy. Tiếng gọi ấy khi còn ở thảo miếu thôn hắn đã cảm thấy, giờ đây lại càng dục giả lên thêm. Rốt cuộc trương tiểu phàm cũng đến được nơi cần đến. Hắn dừng bước, chăm chú ngắm nhìn nơi linh thiêng với hắn một thời. Nhìn bên ngoài thạch động này không khác gì so với bất kỳ hang động nào, đều là đá núi gồ ghề, mặt đất chai cứng. Điều khác lạ chỉ là mặt đất phía trước cửa động đã bị những bàn chân người dẫm đạp đến nhẵn bóng lên. Thế nhưng với thành vân mung, thạch động này lại là tượng trưng cho hơn 2.000 năm thịnh suy của môn phái. Còn giờ đây trước mắt Trương Tiểu Phàm ảo nguyệt động phủ chẳng qua cũng chỉ là một cửa động không hơn không kém mà thôi. Hắn mỉm cười, ung dung đi thẳng vào trong, không một chút chần chờ do dự. Ánh sáng bên ngoài bị vách đá chặn lại, bên trong động càng vô cùng vắng lặng vẫn là đồ hình thái cực trên vách đá, chẳng khác chút nào so với lúc hắn đến đầu tiên. Trương Tiểu Phàm lại gần đặt tay lên thái cực đồ hình. Một luồng sáng nhạt lóe lên, đó là huyền công tâm pháp trấn giữ cho cấm địa thanh vân môn này. Trong ánh sáng huy hoàng ấy, bức thái cực đồ hình bắt đầu có phản ứng mỗi lúc một sáng lóa lên. Một lúc sau, cánh cửa đá bên cạnh mở ra, lộ rõ một khoảng khối mù cuồn cuộn dâng lên như sóng nước. Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn vào cái làn sóng cuộn lần thứ nhất đi vào dường như có một sức mạnh nào đó giữ chân hắn lại bên ngoài. Nhưng lần này từ cánh cửa lại như tỏa ra một sức hút kéo hắn vào trong, tâm trí bắt đầu trao đảo. Trương Tiểu phàm thở một hơi sâu, không chút do dự mạnh bước tiến vào. Luồng hơi mắt lạnh ập vào mặt khiến Trương Tiểu phàm tưởng như vừa bị nhấn sâu vào nước. Nhưng thực sự chung quanh hắn chỉ là một thế giới hư vô, một vùng tối tăm không bờ bến, không ánh sáng. Tiểu hồi trên vai hắn động đậy, kêu lên khe khẽ, Trường Tiểu Phạm đưa tay xoa đầu trấn an con khỉ, Tiểu hồi khèn khẹt mấy tiếng rồi lại ngồi yên. Trước mắt Trương Tiểu Phạm chỉ là một màn đen, hắn chú thị nhìn rất lâu, không một động tác nào khác cả. Mãi đến phút cuối mới nở một nụ cười tự tại, mắt nhắm nghiền đi thẳng về phía trước. Mới đi thêm vài bước, màn đêm lạnh lẽo yên ắng đột nhiên tan đi, bỗng âm một tiếng như trời lông đất lở, làn hơi nóng hầm hập phả vào trong mặt. Phút chốc Trương Tiểu Phạm thấy như bị rơi vào trong biển lửa. Những cơn đau dữ dội xé nát thân thể hắn, da thịt rát bỗng đến mức mất đi tri giác. Tiểu Phạm nhắm nghiền đôi mắt lại, da thịt trên mặt coi dúm lại trong cơn đau đớn tột cùng, nhưng khóe môi vẫn an nhiên nụ cười, từng bước từng bước một tiến lên phía trước. Tiểu Hồi bắt đầu kêu lên sợ hãi, tim đập thình thịch hỗn loạn. Tiểu Phạm nhấc con khỉ trên vai xuống giữ ở trước ngực, con khỉ rút đầu vào áo của hắn, nằm yên không động đậy, tiếng lửa cháy ào ào ngay một dữ dội hơn không khí quanh hắn càng lúc càng thêm rác bổng nỗi đau đớn không ngừng tăng thêm mỗi bước chân đi là cả một cố gắng tột cùng nhưng tiểu phàm vẫn không dừng lại chậm rãi nặng nhọc tiến về phía trước cảm giác rừng rực nóng bức rồi cũng vơi đi xung quanh hắn trở lại trống vắng mênh mông nỗi đau đớn tan dần trong cảnh tĩnh mịch bỗng nhiên một tiếng thánh thót của nước vang lên bên tai giọt nước lạnh giá không biết từ đâu rơi xuống mặt hắn Giọt nước lạnh giá làm tiểu phạm bức giác rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi tiếng động dường như lui đi, đất trời cũng không còn nữa. Tâm trí Trương Tiểu Phạm chỉ còn lại đồ hình thái cực khắc trên vách đá. Ngọn sóng như rồng cuốn lên cao muôn trượng rồi đổ ập xuống dữ dội. Tất cả những nguy nga của trời đất bỗng biến thành nhỏ bé, bị ngọn thanh vân sơn sừng sững nút chững vào lòng. Từ trong hư vô, hàng trăm ngọn gió lạnh buốt nổi lên như cắt da cắt thịt từng thớ thịt của Tiểu Phạm làm hắn đau đớn hơn gấp bội phần cảm giác bị lửa nóng thiêu đốt. Toàn thân Trương Tiểu Phạm lại một lần nữa phải chịu đựng những cơn đau đớn tột độ. Thần kinh vốn lì lợm của hắn dường như đã không chịu được nữa. Hàng ngàn bàn tay đang cố xé da thịt hắn, ngực bị nén lại chừng như không thể thở nổi, chừng như cơ thể của hắn đang chìm vào trong đáy biển sâu. Những áp lực vô cùng vô tận nghiền nát cơ thể hắn thành bột tan vào trong nước. Như vậy là ta đã chết sau. Trước khi chết ta cũng phải hé mắt nhìn xung quanh Ý nghĩ vừa đến trong đầu Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một ngọn đèn leo lét xa xăm Như vẫy gọi cũng như là chế nhạo Trường tiểu phạm hít sâu Tiến bước chậm chậm về phía trước Mắt nhắm nghiền Giá lạnh bốn bề xâm lấn cơ thể hắn ngày một dữ dội Tiếng gầm rú vang dội bên tai Hàng ngàn âm thanh dữ dội ập tới làm quay cuồng đầu óc Vườn tráng trường tiểu phạm lạnh toát Sắc mặt trắng nhật tiều tụy Nhưng hắn vẫn chậm chậm tiến bước bước tiếp bước, chậm rãi nhưng kiên quyết, như cuộc đời con người ta vẫn vậy, cứ từ từ tiến về phía trước, đi đến cùng không bao giờ ngoái lại. Cơn thủy triều đã chậm chậm thoái lui, nhưng âm thanh dữ dội dần tan biến. Sự vắng lặng lại trở về ngự trị, trong cõi âm u chỉ còn nghe bước chân của tiểu phàm. Đừng đọc một con người đi mãi về phía trước. Tiểu phàm! Bỗng một âm thanh tựa như tiếng sét vang lên từ sau lưng hắn, Tiểu Phạm sững lại không còn tin vào tay của mình. Đây là lần đầu tiên hắn dừng chân bước. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng môi hắn đã bắt đầu mắt máy. Mấy lần nước nghẹn, mấy lần tim như dao cắt, vô vàng lần chìm trong tuyệt vọng, hắn rên rỉ trong đau đớn. Bích dao! Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên, vô vàng thân thương, thương, mang theo tình yêu đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Tiểu Phạm, chàng không nhớ đến thiếp nữa sao? Hãy nhìn thiếp đi, được không? toàn thân trương tiểu phàm rung bắn lên người oằn lại như rơi vào cơn chặn xé kịch liệt nhiều lần hắn đã toàn quay đầu lại nhưng lại nghiến răng chấp nhận nổi dày vò cho dù cơ thể không bị nước lửa hành hạ nhưng con người hắn lúc này mồ hôi ướt đẫm mặt mũi biến dạng như chìm trong đau đớn tột cùng hơn cả lúc bị tra tấn trong gió lạnh lửa nóng lại những tiếng kêu gào trầm trầm không dứt dội lên từ phía sau trương tiểu phàm cả một kiếp đời phiêu bạc phải chăng là vì những tiếng gọi ấy cớ sao ta lại không thể ngoái đầu Truyền à... Tiểu Phạm bỗng thét lên, toàn thân rung lẩy bẩy, hàm răng nghiến chặt, các khớp xương kêu lên răng rắc, nỗi chịu đựng dường như đã đến đỉnh điểm rồi. Vậy mà những cơn đau đớn vẫn còn chưa kết thúc, ngoài tiếng gọi của bích dao còn muôn vàng những tiếng kêu gạo khác nữa. Dần dần hắn nghe rõ ràng những âm thanh ấy, tất cả đều là những người mà hắn khắc cốt ghi tâm. Cha, mẹ, sư phụ phổ trí, điện bất dịch tu như những cái tên nối dài vô tận, những âm thanh tiếp nối âm thanh, ngọn sóng nối liền ngọn sóng gào kêu phía sau lưng hắn, quá khứ một đời như khối như mây không ngừng diễn ra trong tâm trí hắn. Ngàn non vạn suối, tuyết thẳm rừng sâu, hai mươi mấy năm đơn độc một mình, hắn không muốn đơn độc, không cần phải trường sinh, điều hắn muốn chỉ là được sống cùng với những người thân yêu. Trương Tiểu Phạm ôm đầu nức lên, như một đứa trẻ đơn côi không còn một nơi nương tựa nước mắt cứ như vậy rơi lã chả, tiếng kêu gào vô cùng vô tận cứ dội bên tai. Bủa vây lấy hắn, những tiếng kêu thúc giục hắn phải ngoái đầu nhìn lại. Thế nhưng hơi ấm nhàn nhạt của nước mắt trong lòng bàn tay đã khiến tiểu phàm từ từ bình tâm trở lại. Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy không lâu trước hắn đã có với một người rồi. Cũng là con người ấy, khi hắn sắp rửa tan đã dịu dàng mà kiên cường bên cạnh, không phút giây nào xa rời hắn, không biết bao nhiêu đêm người ấy đã thức trắng mà dùng thân thể sưởi ấm cho tiểu phạm đã từng trong tuyệt vọng vô cùng những giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt nàng đã rơi xuống khuôn mặt và bàn tay hắn cảm giác ấm áp ấy mách bảo tiểu phàm bên cạnh hắn còn có một người đời này kiếp này nghìn non vạn núi băng tuyết trắng rừng hắn không cô độc bên cạnh hắn vẫn còn có một người những âm thanh xung quanh lại trở nên dồn dập hàng vạn tiếng gạo réo lại vang lên nhưng Trương Tiểu Phàm đã chậm chậm đứng dậy, những nét khổ đau trên khuôn mặt mất dần. Đột nhiên hắn khẽ mỉm miệng cười, nụ cười luyến tiếc, thề lương nhưng thanh thản, sau đó hắn lại chậm chậm bước về phía trước. Mặt những âm thanh không ngớt phía sau, bình tĩnh bước đi trong những tiếng kêu gào thảm thiết. Sự tĩnh mịch lại một lần nữa buông xuống. Tiếng ho khe khẽ vọng đến từ phía trước mặt Tiểu Phàm là tiếng ho của một lão nhân ốm yếu. Hắn ngạc nhiên căng mắt ra nhìn về phía đó thì ra là người trương tiểu phàm nhắm mắt đứng yên tại chỗ hít một hơi sâu rồi chậm chậm thở ra hắn từ từ mở mắt sau khi hắn mở mắt ra trước mặt hắn không phải là núi non hang động như trong tưởng tượng bốn phía xung quanh chỉ là một sự hoang vắng đến nghi người một dải sa mạc hoang vu trải dài vô tận không có lấy một lá cây ngọn cỏ bốn bề chỉ là đá cát điệp trùng gió thổi u u cuốn các bụi bay mù mịt trên đầu hắn là trời xanh kỳ vĩ những đám mây tím sẫm đè nặng như những chìm có người xuống đất trong từng mây quái đản đó những tia chớp nhì nhằn sáng lòa phóng tới chân trời xa chúng chân trời ấy lại là một vùng trời xanh thẳm vô vàng vì sao rực rỡ tỏa ánh sáng huy hoàng trường tiểu phạm thu ánh mắt nhìn về phía trước trên hoang mạc lạnh lẽo xa xa sừng sững một tí đàn xây từ những phiến đá lớn bốn phía đều có bậc cao đến bảy tầng trên tế đàn có bảy cây cột lớn mỗi cột cao tới mười trượng lớn những ba vòng tay người ôm chính giữa tế đàn là một lưu đỉnh cổ một lão nhân đang dựa lưng vào lưu đỉnh bộ dạng trông mệt mỏi vô cùng lão nhân già nua đó đang nhìn đăm đăm về phía trương tiểu phàm tiểu phàm nhận ra người đó không ghìm nổi phải thoát trùng mình con người già nua ấy đúng là đạo huyền chân nhân trưởng giáo thanh vân môn hiện tại xung quanh đạo huyền chân nhân chân Vân luôn hắc khí lạnh lẽo nhìn kỹ lão không còn vẻ đạo cốt tiên phong hiệu lệnh thiên hạ như hắn biết trước đây nữa, mà chỉ toát ra sự hằn hục hung ác khung tả. Đạo huyền chân nhân ủi oải đứng dậy, bỗng nhiên cười toán lên. <cười> không ngờ nhà ngươi đã tự đi qua được ảo nguyệt đạo này khá lắm. Trương Tiểu Phạm trầm năm giây lát, quay người nhìn lên, chỉ thấy nơi hắn vừa bước ra là một cửa đá cao sừng sững, không giống chút nào với cảnh hoang vu của thế giới xung quanh bên trong cửa đá tháp thoáng con đường hắn vừa đi qua mờ mờ trong khối trắng dập dần con đường trong hiền lành vô hại ấy tưởng chừng hắn đã phải mất cả một đời mới đi qua nổi trương tiểu phàm nhớ lại những nỗi đau vừa trải lồng thoát giấy lên cảm giác sợ sệt nhưng chỉ sau giây lát khóe môi hắn nở một nụ cười quay trở lại đối mặt với đạo huyền chân nhân con người trước mặt hắn có thể nói đã trực tiếp gây nên cái chết cho ân sư điện bất dịch mà hắn yêu kính hơn hết thể và cũng đã gián tiếp giết hại sư nương Tô Như. Chỉ có điều giờ đây lão đã già yếu đến khó tin rồi, không còn chút nào dáng vẻ giúp người như ngày trước nữa. Trong lòng Trương Tiểu Phạm cũng không một mảy may ý niệm báo thù. Ông không sao chứ? Trương Tiểu Phạm đi đến trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân, hỏi giọng bình tĩnh. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hắn, trên khuôn mặt mệt mỏi chợt nở ra một nụ cười kỳ quái, không hề nhắc gì đến ân oán quá khứ, mà chỉ hỏi một câu tưởng chừng vô nghĩa người đến đây làm gì? Trương Tiểu Phạm trầm ngâm giây lát trả lời. Ta cảm thấy muốn đến thì đến thôi. Đầu huyền chân nhân nhìn chầm chầm vào hắn, sau đó lắc đầu cười rộ lên. Hay lắm, muốn đến thì đến hả? <cười> Tiếng cười của lão ngày càng trở nên điên cuồng, biểu tình trên mặt dường như cũng ngày càng kịch liệt. Trương Tiểu Phạm chỉ lặng lẽ đứng nhìn, mãi một lúc lâu đầu huyền chân nhân mới thôi cười, sắc mặt đột nhiên trùng xuống bội phần mệt mỏi. Ngươi không định báo thù cho sư phụ sao? Đạo huyền chân nhân bỗng gây gắt hỏi. Trường tiểu phạm không trả lời, vẫn đứng lặng lẽ nhìn lão. Ánh mắt hắn ung dung bình tĩnh, dường như còn ứng một chút bi ai. Con khỉ tiểu hôi chợt động đậy rồi chui ra ngồi trên vai hắn. Thân thể đạo huyền chân nhân chợt giật lên, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Vẻ mệt mỏi tiêu tan. Ánh mắt bỗng sáng lên kỳ dị, khi thế khuynh đảo thế gian trỗi dậy như sóng trào nhanh chóng xâm chiếm cả con người của lão nguồn sức mạnh vô hình đáng sợ đó làm cho tiểu hôi phải nheo mắt lại đạo huyền chân nhân đứng lên luôn hắc khí trên cơ thể lão nhanh chóng vây lấy trương tiểu phàm lão nhìn chăm chăm vào hắn cười gằn thâm độc Giấy thế nhà ngươi có sợ không bỗng một tiếng âm lớn phát ra từ phía sau đậu huyền chân nhân chiếc đỉnh cổ nát vụn trong nháy mắt mảnh vụn bắn ra tứ phía Trương Tiểu Phàm lùi lại một bước, đưa tay che mặt. Một thanh kiếm từ trên chiếc đỉnh cổ rơi xuống, lưỡi kiếm sắc nhọn cắm ngập vào bể đá như cắm xuống bụng. Cổ kiếm tru tiên. <laughs> hát khí cuồn cuộn trùm kính đạo huyền chân nhân, lão chìa bàn tay ra, dường như có linh tính. Tru tiên cổ kiếm rung lên rồi bật ra khỏi đá, bay lên vào tay của đạo huyền trong tiếng cười điên cuồng không dứt. Nếu như ngươi đã vô dũng như vậy rồi Thì hãy để ta cho ngươi đi gặp sư phụ <laughs> Đạo huyền chân nhân cười vang độc ác Vận lực nắm chặt chui tru tiên cổ kiếm Trong khoảnh khắc đã thấy đàn khổng lồ trao đảo Một nguồn sức mạnh ghê gớm phát ra từ thanh cổ kiếm Khiến bảy cột đá cùng lung lay phát sáng Ánh sáng mỗi lúc một mạnh lên Cuối cùng cả bảy cột đá hóa thành bảy cột sáng bảy màu chói mắt Chiếu thẳng lên trời cao bảy cục sáng bảy màu xuyên thẳng qua những tầng mây phút chốc những tầng mây dày trên cao thế đàn bắt đầu xoay vần dữ dội những tia chớp sáng lóa rạch nứt bầu trời thấp thoáng khung cảnh thiên cung kỳ vĩ trường tiểu phạm nín thở ngước nhìn lên trời cao đến lúc này hắn mới hiểu tại sao nơi đây lại được gọi là ảo nguyệt động phủ thiên cung cao vợi bị sức mạnh ghê gớm của tu tiên cổ kiếm rạch nát lộ ra bóng trắng huyền ảo sáng người những sắc màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím lấp lóe trên ảo nguyệt xa xôi phát ra những ánh sáng rực rỡ thần bí bảy cục sáng trên tế đàn đột nhiên bốc lên nhập vào ảo nguyệt làm cho ánh sáng ảo nguyệt càng mạnh thêm lên bảy sắc màu nhấp nháy không ngừng khoảnh khắc sau từ trong ảo nguyệt hiện ra một thanh kiếm bảy màu kiếm đi tới đâu mây đen tan biến tới đó sức mạnh ghê hùng nếu không nhìn thì không ai tưởng nổi mặt trương tiểu phàm đã trở thành trắng bệch uy lực đó hắn chưa bao giờ chứng kiến quả thực là một kiếm trận cổ kim vô địch chỉ trong giây lát, muôn vàng ngọn tru tiên cổ kiếm hiện ra bay khắp bầu trời. Dưới ánh sáng tỏa chiếu của ảo nguyệt, cây kiếm chủ mỗi lúc một trực rỡ oai phong, uy lực còn lớn hơn cả khi còn trên tế đàn. Đôi mắt của đạo huyền chân nhân biến đổi thoát sáng thoát tối, tiếng cười khô lạnh vang lên như xoáy vào tai Trương Tiểu Phàm. Trong ảo nguyệt động phủ này, sức mạnh của tru tiên cổ kiếm càng mạnh mẽ hơn gấp bội. Cho dù nhà ngươi có là đại la kim tiên thì cũng tan xương nát thịt mà thôi. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay của lão lại xoay tít, phút chốc đất trời trao đảo quay cuồng, gió mây biến sắc, tiếng gầm rền vang đất trời. Trên trời xanh, cây kiếm lớn thoát ẩn thoát hiện, chỉ thẳng vào Trương Tiểu Phàm. Kiếm ảnh lao xuống, bảo tố dậy lên, Trương Tiểu Phàm hiểu rõ hắn không thể chống đỡ, cũng không còn đường né tránh. Có ai ngờ rằng cả trời cao cũng phải chuyển vận trước cổ kiếm tru tiên. Một đạo hào quang trùm xuống bao lấy toàn bộ tế đàn, ngỡ như đè bẹp thân xác Tiểu Phàm. Dưới sức nặng khủng khiếp ấy, hai chân của hắn dần dần quỵ xuống dưới chân hắn nền đất không ngừng rung rinh trong vòng mấy chục trượng vuông mặt đất nước toát ra như cái mui rùa uy lực của thanh kiếm lớn đến không tưởng nổi từ sau khi tru tiên cổ kiếm bị gãy nằm ở dưới ảo nguyệt không ai ngờ uy lực của nó dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết đất trời còn phải rãn nước con người làm sao có thể tồn tại cho dù đạo hạnh cao đến mức nào cũng chỉ có một đường nhắm mắt chờ chết mà thôi trong giây phút giữa sống và chết ấy, trong lòng Trương Tiểu Phàm lại bình tĩnh vô cùng, như người đi xa sắp về nhà, môi vẫn hé nụ cười an nhiên tự tại. Có lẽ ông trời chưa muốn hắn chết. Khi Trương Tiểu Phàm chỉ chút nữa là lìa đời thì có một tiếng gọi từ xa vọng lại. "Sư huynh, dừng tay!" Âm thanh nghe rất trẻ trung nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một uy lực vô cùng, hình như người đó chỉ là tiện miệng lên tiếng, nhưng một câu ngắn ngủi ấy lại rung động lòng người khiến cho máu huyết trong người phải sôi lên. Trời đất khuynh đảo, quỷ thần cũng không ngăn được sức mạnh của cổ kiếm tru tiên. Bỗng nhiên tất cả phải ngừng lại, dường như đạo huyền chân nhân với sức mạnh vô địch trong tay cũng phải cố kỵ giọng nói đó. Những nét độc ác trên khuôn mặt của lão chợt tan biến, sững sờ nhìn ra phía sau tiểu phàm. Tiếng nói lão cũng trở thành rung rung, đứt quãng. Sưu đệ, dạng sưu đệ. Áp lực lên thân thể tiểu phàm bỗng nhiên tan biến, những vết nứt ở phía đất dưới chân của hắn cũng gắn liền trở lại như chưa từng có gì xảy ra ngoái nhìn lại phía sau hắn chỉ nhìn thấy một bóng áo trắng đứng ngay bên cánh cửa nơi hắn vừa đi qua đó là một thanh niên khôi ngô tuấn tú trên môi nở một nụ cười ấm áp đôi mắt toát lên vẻ nhiệt tình tin cậy gió hoang mạc thổi mạnh tà áo trắng trên người của gã tung bay thành thoát mà kiêu hãnh nhìn người đó trương tiểu phạm bất giác trỗi dậy cảm giác khâm phục tin yêu chỉ cần người đó nói một câu, hắn sẽ không do dự đi theo đến cùng trời cuối đất. Trời xanh vô tận, ảo nguyệt lung lanh. Hai môn nhân ưu tú của Thanh Vân Môn xa nhau bao năm giờ đây gặp lại trong một không gian hư vô huyền ảo. Thân thể đậu huyền chân nhân chậm chậm rung lên, chu tiên cổ kiếm trong tay từ từ hạ xuống. Lão đi từng bước nặng nhọc rơi khỏi thế đàn, đi về phía bóng hình màu trắng ấy, không thèm nhìn tới Trương Tiểu phàm Áo bầu trắng tung bay, Khu mặt người sáng của một thời nhiệt huyết trong ký ức phát ra ánh sáng tươi rực rỡ ánh sáng ấp áp, áp và nhiệt thành đó đã từng là niềm thân yêu nhất trong lòng đạo huyền chân nhân con mắt đã từ lâu khô khốc của lão ứa ra giọt lệ nóng hổi sư đệ có phải thực sự là đệ không vậy chàng thanh niên áo trắng ấy đứng yên đó không rời xa cửa đá mỉm cười sư huynh huynh khỏe chứ đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau rồi ha Toàn thân đạo huyền chân nhân rung lên nhẹ nhẹ, cho dù trong tay vẫn cầm cổ kiếm tru tiên, hắc khí trên người lão đã hoàn toàn tiêu tán. Chính vào lúc ấy, những đau đớn trong người Trương Tiểu Phạm biến mất, sắc mặt của hắn trở lại bình thản tự tại. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, đạo huyền bỗng như già đi đến hàng chục tuổi, tựa như bao nhiêu sức lực trong người đều đã bị cổ kiếm tru tiên hút hết. Thế nhưng lão hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của mình, chỉ dùng hết chú ý vào thanh niên áo trắng thần bí kia lão chậm chậm chìa tay ra chạm lên cái bóng dáng từng một thời thân thuộc đó. sao đây? tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. bàn tay đạo huyền cắt qua bóng áo trắng nhưng chỉ chạm vào hư vô. lão sững lại, đôi chân không còn đứng vững, hai tay bám vào cánh cửa đá, miệng thở hổn hển, sắc mặt đờ đẫn tuyệt vọng. bóng dáng áo trắng bỗng tiêu tan nhưng lại xuất hiện ngay trước mặt đạo huyền, vẫn trong phạm vi cánh cửa đá đang mở hình ảnh chàng thanh niên cương nghị vẫn nguyên vẹn nụ cười. Sư Huynh, Sư Huynh vẫn không chịu tỉnh lại đi. Đậu huyền chân nhân ngước đầu nhìn lên, đôi mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm. Tỉnh lại, tỉnh lại cái gì? Chàng thanh niên áo trắng chăm chú nhìn lão, ôn tùng. Sư Huynh, Huynh thông minh một đời, sao lại chịu hồ đồ một phút như vậy chứ? Hãy dứt bỏ những ý niệm thế tục Dứt bỏ những dục vọng vô nghĩa Về sức mạnh vô địch ấy đi Bao nhiêu năm tu đạo Lẽ nào cuối cùng huynh lại sai vào con đường này sao Thân thể đậu huyền chân nhân dần rung lên Giờ đây nhìn lão hoàn toàn Đã là một lão nhân già yếu Trong ý niệm cuối cùng của cuộc đời Lão cú dễ dụa Muốn nhìn thấy rõ hơn con đường đi về phía trước Ở Chúng ta tu đạo Là gì cái gì Chàng trai áo trắng lại nở ra Một nụ cười ung tùng khuôn mặt thể hiện sự thân tình đầm ấm, sự ấm áp lan tỏa đến cả Trương Tiểu Phàm. Hai tay áo của gã phất nhẹ, một làn gió thổi tan biến tất cả những bụi cát nho nhỏ dưới chân, còn lại chỉ là hư vô tĩnh mịch. Giọng nói ung tùm của gã lại cất lên. Sư Huynh, hãy buông đi. Ken Thành cổ kiếm ẩn chứa sức mạnh khuynh đảo trời đất rơi xuống từ tay đạo huyền chân nhân. Giờ đây trong nó cũng chẳng khác gì những thanh kiếm thông thường trong nhân gian thế tục khuôn mặt của đạo huyền chân nhân dần hiện nụ cười nụ cười ấm áp như của chàng thanh niên áo trắng đó ta quá là ngốc nghếch mà mất bao nhiêu thời gian mới hiểu được giọng nói của đạo huyền chợt trở nên yếu ớt lão bước lên một bước giơ hai cánh tay ngỡ như muốn ôm trọn bóng hình thân thuộc kia nhưng chỉ giây lát tấm thân đạo huyền đổ gục sống xoay trên mặt đất sức mạnh trong người lão đã tiêu tan hết nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt cũng không còn Trời đất vắng lặng, trong giây phút chỉ còn tiếng gió rì rào, nhân vật đã từng hô phong hoáng vũ đã ra đi trong lặng lẽ. Hết tập 102 của bộ truyện Nghịch hành Phạt Tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát